Huấn luyện viên Thu Điê đã khiến người mộ bóng đá Việt Nam dậy sóng với tuyên bố bất ngờ trong buổi họp báo trước trận lượt đi vòng loại 2 World cấp 2026 giữa Việt Nam và Indonesia. Ngay bây giờ, những tin tức nóng hổi sẽ được cập nhật trong tin bóng đá mới nhất ngày 21 tháng 3. Sau đây là những tin chính. Huấn luyện viên Thu Điê, 80% cổ động viên Việt Nam muốn tôi bị sa thải. Hoàng Đức quyết thắng Indonesia làm quà sinh nhật huấn luyện viên Thuê. Văn hậu gạt kia Indonesia Huấn luyện viên Xin đồng cảm với huấn luyện viên Fourier. Huấn luyện viên Fourier, 80% cổ động viên Việt Nam muốn tôi bị xe thải. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Fourier gây bất ngờ lớn khi có phát biểu khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và truyền thông khu vực ngã ngửa khi cho rằng 80% cổ động viên Việt Nam muốn ông thua trận và bị VFF xe thải. Nhà hàng quân người Pháp nói, tôi nghĩ ở Việt Nam có nhiều người hâm mộ, có lẽ rơi vào khoảng 80% trông chờ kết quả và nghĩ khi nào VFF sẽ sai thải tôi. Nhiều người ngồi ở đây cũng nghĩ như thế. Nhiều người nghĩ cách làm của tôi không phù hợp. Thậm chí có người nghĩ tôi phá hoại bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Thurie cũng cho rằng ông cùng các học trò đã không gặp may ở Asian Cup 2023. Tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ ngay trên trào lửa bung các lô của Indonesia. Huấn luyện viên Thurie chia sẻ các cầu thủ đã nỗ lực nhưng chúng tôi chưa gặp may ở nhiều thứ. Đội tuyển Việt Nam đang cải thiện để tốt hơn đội hình tôi mang tới Indonesia để chuẩn bị cho cả hai trận đấu. Tôi tính toán cả cầu thủ đá chính và dự bị vào sân để tạo đột biến. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ và khoảnh khắc đẹp. Hoàng Đức quyết thắng Indonesia làm quà sinh nhật huấn luyện viên Thu Dê. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Indonesia và Việt Nam, Hoàng Đức cho biết anh cùng các đồng đội muốn giành chiến thắng để tặng quà sinh nhật cho huấn luyện viên Thu Diê. Đây cũng là cách để giúp nhà cầm quân người Pháp vượt qua áp lực từ dư luận. Trận đấu ngày mai rất quan trọng với cả đội tuyển Việt Nam và nẫn đội tuyển Indonesia. Chúng tôi đã tập luyện, thấu hiểu triết lý của huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hay. Đồng thời, mai cũng là sinh nhật của thầy Chu Chúng tôi sẽ chiến đấu để có kết quả tốt tặng thầy. Hoàng Đức chia sẻ. Không những vậy, tiền vệ sinh năm 1998 còn cho biết mình đã đạt 100% phong độ và tuân thủ mọi yêu cầu chiến thuật mà huấn luyện viên Thuria đề ra. Hoàng Đức chia sẻ tại buổi họp báo, người hâm mộ Indonesia rất quan tâm đến trận đấu này. Tôi muốn cho họ thấy sự tiến bộ của mình bằng màn trình diễn trên sân. Đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng. Tôi đã có mặt và luôn sẵn sàng cống hiến hết khả năng của mình cho đất nước. Tôi đạt 100% phong độ và tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên Thuria. Văn hậu cả khịa Indonesia Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với VN Express, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho rằng Việt Nam không có gì phải sợ hãi nhất là dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển xứ vạn đảo. Theo hậu vệ người Thái Bình, việc nhắc quá nhiều tới câu chuyện nhập tịch của Indonesia ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier. Anh cho rằng Việt Nam phải vượt qua được câu chuyện tâm lý này. Đừng quá đề cao đối thủ mà bị căng cứng, không còn là chính mình trên sân. Nếu những cầu thủ đó thật sự hay, giỏi, họ đã cố gắng để vào tuyển Hà Lan hay các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu thay vì nhập tịch Indonesia. Văn Hậu nói, những cầu thủ nhập tịch đó cũng chỉ ở tầm Đông Nam Á và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi được. Chúng ta cứ ra sân là chiến đấu hết mình thôi. Huấn luyện viên Shin tae đồng cảm với huấn luyện viên Thurie. Chia sẻ tại họp báo trước trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên Shin tae cho biết Chúng tôi đang tập trung cho trận đấu tới. Có nhiều trụ cột bị chấn thương nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại khu vực Đông Nam Á, có 4 đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia được xem là các đội bóng mạnh đang có sự phát triển. Đội tuyển Việt Nam chỉ mới thay huấn luyện viên và ông Thuriê mới đến. Tôi nghĩ huấn luyện viên Thuriê là một huấn luyện viên giỏi và đội tuyển Việt Nam cần thời gian. Tôi nghĩ trong thời gian tới đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn đáng chờ đợi. Thuyền trưởng Indonesia thuyền nhận định khi được hỏi về mục tiêu của đội nhà, huấn luyện viên Shinjirong tiết lộ đội tuyển Indonesia đang có những sự thay đổi sau Asian Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng không nhận bàn thua và ghi thật nhiều bàn thắng. Nói về lực lượng với nhiều tân binh nhập tịch, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các cầu thủ nhập tịch mới. Việc lệch múi giờ khiến họ gặp khó trong việc hòa nhập. Nhưng tôi tin 100% họ có thể bắt nhịp ngay từ đầu trận đấu sắp tới. Tất cả các cầu thủ nhập tịch đều có gốc gác Indonesia. Điều quan trọng nhất là những cầu thủ này đều có một tinh thần đoàn kết. Họ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, nên họ sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển quốc gia. Rất nhiều các cầu thủ nội địa có thể học hỏi được ở họ. Báo Indonesia cảnh báo đội nhà về tiền linh. Trước trận đấu này, Tờ Bola đã có bài phân tích cảnh báo đội nhà về tiền đạo tiền linh với bài viết có tiêu đề: "Thống kê kinh hoàng về tiền đạo Việt Nam thích ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia". Nguyễn Tiến Linh sẽ là trụ cột đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Anh ấy không sợ hãi trước tin tức về việc nhập tịch của những cầu thủ Garuda. Tờ Bola viết, cầu thủ của BKMX Bình Dương đã rất tự tin bước vào trận đấu này. Hơn nữa, anh còn có vốn liếng tốt để có thể chọc thủng lưới đội tuyển Indonesia. Theo Bola, Tiến Linh đã có 5 lần đối đầu với Indonesia và ghi được 4 bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam có thành tích 8 năm không thua Indonesia cho đến năm 2023. Và Tiến Linh là một trong những cầu thủ thành công nhất trong việc ghi bàn. Anh đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và bán kết AFF Cup 2022. Nguyễn Tiến Linh cũng là cầu thủ đánh bại đội tuyển Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022. Sau khi hòa không đều ở trận lượt đi, Việt Nam thắng 2-0 ở trận lượt về. Tất cả các bàn thắng đều được ghi bởi Nguyễn Tiến Linh, tờ Bola viết. Thủ quân Indonesia tự tin đánh bại Việt Nam. Chia sẻ trước truyền thông, thủ quân đội tuyển Indonesia Adnawi Mangkulam khẳng định trình độ Indonesia đã cao hơn Việt Nam. Trận thắng ở Asian Cup 2023 sẽ tiếp thêm tự tin cho chúng tôi ở những trận đấu gặp gỡ sắp tới lý do mà hậu vệ sinh năm 1999 có thể đưa ra tuyên bố hùng hồn như vậy là bởi huấn luyện viên Shin Jae Jong đã triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trong đó hậu vệ Jay XZ, Lathan tiền vệ Tom Hay và tiền đạo Jack La, Orat Magon là tân binh. Chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh từ cầu thủ mới. Trong khi đó, lực lượng Việt Nam không có nhiều thay đổi so với những lần đối đầu trước đây. Adnawi bày tỏ. Nhập tịch cầu thủ một cách vội vàng, Indonesia khiến cộng đồng mạng Đông Nam Á dậy sóng. Mới đây, Indonesia đã khiến cả Đông Nam Á bất ngờ nhập tịch hai cầu thủ gốc Hà Lan là Thom Hay và Azakla Ozat Mangon vào lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 3. Sở dĩ hai cầu thủ này được nhập tịch một cách vội vàng như vậy là do Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI muốn họ kịp góp mặt ở trận lượt về với Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á. Hiện tại, PSI đang gấp rút hoàn tất thủ tục để đăng ký hai cầu thủ này với FIFA. Trên diễn đàn Asian Football, nhiều người hâm mộ bóng đá khu vực đã bày tỏ phản ứng về động thái nhập tịch cầu thủ của xứ vạn đảo. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã bày tỏ quan điểm có vẻ Indonesia đang gấp rút nhập tịch để đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Việc này tốt mà, đối thủ mạnh lên và Việt Nam cũng sẽ dần thích nghi. Việt Nam chưa bao giờ ngại đối thủ mạnh. Đáp trả các bình luận trên, một cổ động viên Indonesia phản pháo bạn không thể thi đấu ở một giải đấu tầm cỡ thế giới nếu bạn chỉ sử dụng các cầu thủ địa phương. Huỳnh như có hành động cực đẹp tại Bồ Đào Nha. Kể từ thời điểm sang thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo lạnh FC, Huỳnh Như đã nhiều lần gây bão cộng đồng mạng khi lan tỏa những hình đẹp, ảnh đẹp về văn hóa và con người Việt Nam đến nước bạn. Và mới đây, Huỳnh Như thêm một lần nữa lại có hành động cực đẹp tại đất nước của Ronaldo. Theo đó, cô có hoạt động giao lưu bóng đá với trẻ em tại Villa Verde Braga nơi quân của Lanh FC. Cuối buổi khi chụp hình kỷ niệm, Huỳnh Như còn tặng chiếc áo cơ đỏ sao vàng cho những nhóc tỳ ở đây. Dưới bức ảnh, thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam nhắn gửi, mang tình đi khắp môn phương, hai chữ Việt Nam sao thân thương đến thế. Hành động của Huỳnh Như nhanh chóng nhận được mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhiều cổ động viên cũng bày tỏ sự tự hào về nữ cầu thủ và màu cờ sắc áo Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Lex Sport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi Lex Sport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.